Chứng kiến bố mẹ ngọt ngào, con gái Lâm Tâm Như có phản ứng khiến người lớn ngạ ngựa. Vì luôn được bố mẹ giấu kín, nên câu chuyện về cái heo nhỏ luôn được khán giả đặc biệt tò mò. Mới đây, Trang Sina vừa trích lại một bài phỏng vấn của Lâm Tâm Như khi cô được phóng viên hỏi về con gái cái heo nhỏ. Câu chuyện của ngọc nữ màn ảnh si bít nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi tìm hiểu về cái heo nhỏ. Theo đó, Lâm Tâm Như tiết lộ rằng con gái cô thỉnh thoảng vẫn giận dỗi mỗi khi mẹ ra ngoài đi làm. Mỗi buổi sáng, cái heo nhỏ sẽ ngăn mẹ lại và yêu cầu mẹ không được đi làm nữa và ở nhà chơi với cô bé. Chuyện này khiến cho Lâm Tâm Như rất đau lòng vì chẳng thể ở bên con nhiều hơn. Ngoài ra, bà mẹ một con còn chia sẻ, ở nhà cô hay gọi Hoắc Kiến Hoa là ông xạ. Điều này khiến cho cái heo nhỏ rất tò mò. Cô bé hỏi, ông xạ là gì hả mẹ? Trước sự ngây thơ của con gái, Lâm Hoắc khá bối rối. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa đã nhanh trí giải thích cho cá heo nhỏ. Tài tử Hoa Thiên Cốt nhận lại nói với con, đó là biểu hiện tình yêu của mẹ dành cho bố. Mọi người chỉ có thể gọi nhau như thế khi họ là đối mặt với người mình yêu thương. Ngay sau lời giải thích của bố, cá heo nhỏ lập tức nói rằng cô bé cũng sẽ gọi bố như vậy. Chuyện này khiến Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phì cười. Đính kèm với câu chuyện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Sina còn đăng tải hình ảnh một cô bé rất đáng yêu, nhiều người nhận định đây chính là con gái của cặp đôi nổi tiếng thực tế từ khi cái heo nhỏ chào đời lâm hoác chưa từng công khai diện mạo con tuy nhiên theo lời cặp đôi nhóc con này có mà lúng đồng tiền giống cả bố và mẹ nếu hình ảnh của bé con trên trang sina là con gái lâm tâm như đây đức thực là tiểu mị nhân xinh xắn đáng yêu nhưng trước bức ảnh mà báo chí đăng tải vợ chồng lâm hoác lại không có bất kỳ động thái nào xác nhận em bé trong ảnh là ké heo nhỏ